đường Ngô Thị Nghiệm, quận 3. Bắt đầu đi từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi vào. Đó, đường Lê Quý Đôn. Trần Quốc Thảo. Đó, đường Nguyễn Gia Thiểu. Đó, tiếp đường Trương Định này. Giao tiếp với đường Bà Huyện Thanh Quan. Đường của nó đường Cách Mạng Tháng 8.